Vào uống nước em. Em chào anh chị. Anh chị, em có chuyện muốn thưa với anh chị. Ừ, thím nói đi. Con trâu nhà em chẳng may nó lăn ra chết. Em sang nhờ anh chị cho vợ chồng em mượn ít tiền để mua con trâu khác. Giờ là cuối vụ rồi, nếu không nhanh thì không kịp xuống cây mất. Nhà chị dạo này bí lắm. Nhà còn 3 cây vàng, để anh đưa thím đi bán mà lấy tiền mua con trâu khác. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, 3 cây vàng bán được 15 triệu, thím cầm lấy. Dạ, em cảm ơn anh. Vợ chồng em sẽ gom tiền gửi trả anh chị sao ạ? Ừ, cứ đi mua trâu đi đã. Cái gì cơ? Một chỉ là 3 triệu á? Dạ vâng.